số. Đó là lý do tôi trở thành nhân viên thống kê dân số 2020. Và việc của tôi là bảo đảm tất cả mọi người đều được thống kê. Xin chào, tôi tên là Mai. Dạ vâng, Lê Ngọc xin mời quý vị trở lại với những bản tin trên làn sóng của đài NPR được phát đi từ thủ đô Washington trên băng tần FM 100.3 HD2 cho 3 vùng khi mà quý vị đang lái xe ở DC, Maryland, Virginia cũng như quý vị đang nghe live trên mạng lưới điện toán toàn cầu nvradio.co hoặc là qua trang Facebook của đài NV Radio. Và Lê Ngọc đã có anh Việt Linh trên làn sóng của đài NPR. Lê Ngọc xin chào anh Việt Linh. Việt Linh, xin chào cô Lê Ngọc và xin chào quý thính giả. Dạ thưa vâng, và thưa với quý vị, tiếp tục trong cái phần tin trong ngày hôm nay, thì thưa với anh Việt Linh, chúng ta khi mà tường trình đến cho quý vị khán thính giả rất nhiều những cái tin tức cập nhật hàng ngày, những sự việc xảy ra ở trên thế giới, chính sách ngoại giao của nước Mỹ như thế nào, cũng như là chính sách đối nội của nước Mỹ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump. Và khi mà chúng ta biết rằng là chỉ còn khoảng hơn 5 tuần nữa đến ngày bầu cử, thì cái tình hình chính trị nó càng sôi động hơn, vì hiện nay ảnh hưởng từ vấn đề đại dịch COVID-19 đưa đến vấn đề kinh tế bị suy thoái của nước Mỹ. Rồi tiếp tục những cái cuộc biểu tình về vấn đề chống kỳ thị chủng tộc cũng như là chống cái bạo lực của cảnh sát. Thì anh ghi nhận như thế nào sau khi mà gần 4 năm dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump mà hiện nay, dù rằng là quý vị không ủng hộ Tổng thống Donald Trump hay là quý vị là Trumpers ủng hộ Tổng thống Donald Trump, thì không thể nào mà chúng ta không cảm nhận được một cách rất là rõ rệt cái sự chia rẽ trong nước Mỹ, ở người dân Mỹ và ngay cả ở những chính trị gia. Cái ghi nhận của anh như thế nào, thưa với lại anh Việt Linh? Vâng, xin cảm ơn cô Lê Ngọc. Kính thưa quý vị khán giả, trong chiều dài của lịch sử Hoa Kỳ, từ thời lập quốc đến nay, chưa bao giờ có một vị tổng thống nào đứng ra tạo dựng những thuyết âm mưu sai sự thật để kêu gọi sự chia rẽ và vạch ra cái làm ranh giới rõ ràng như phe ta, phe địch một cách tàn bạo và trắng trợn như Donald Trump. Nhìn ông Trump tác động đến đám đông bằng những lời nói hùng hồn, bằng những thuyết âm mưu hoang tưởng, tôi bỗng nhiên cảm thấy sợ. Một người luôn tự mãn với bản thân đang tung ra những câu thần chú để mị dân mà ông ta học được từ những bài phát biểu của Hitler trước đây. Và chúng có thể làm xói mòn nền dân chủ của Mỹ. Đó là điều chắc chắn. Những người cuồng Trump đã sốt sắng uống nước bùa qua những tweet của Trump được đăng trên Twitter, đã được pha chế bằng những lời giả dối, những thuyết âm mưu sai sự thật, những khinh miệt, mạ lị, đe dọa cá nhân, bài ngoại, kỳ thị chủng tộc. Trump đã dùng những thông điệp sặc mùi kỳ thị chủng tộc được tính toán kỹ càng để chia rẽ giữa Mỹ trắng với những giống dân khác không cùng màu da. Nói đến đây, kính thưa quý vị khán giả, tôi lại có điều không hiểu. Chẳng lẽ những người cùng Trump đang nghĩ rằng sau khi có quốc tịch Mỹ, tay cầm passport Mỹ, thì họ đã nghiễm nhiên trở thành Mỹ trắng thượng đẳng rồi hay sao? Chắc là vậy rồi. Bởi vì chỉ có những quan niệm sai lầm như vậy, họ mới quay ra kỳ thị những người Mỹ gốc Phi da đen, kỳ thị người Mễ, kỳ thị những sắc dân gốc châu Phi. Tương lai của nước Mỹ rồi sẽ như thế nào? Tất cả tùy thuộc vào vận số của nước Mỹ, vào sự công tâm và lương tri của người Mỹ. Dù màu da của họ có thể khác nhau, nhưng họ phải biết cùng nhìn về một hướng, vì hiểm họa mang tính sống còn của đất nước hiện nay chính là Donald Trump. Không chỉ người theo đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa, mà cả những người độc lập, không đảng phái, cũng phải đồng lòng đứng lên, đưa ra sự lựa chọn của mình vào thời khắc quan trọng này của đất nước. Với tình hình hiện nay, thì ai cũng nhìn thấy rằng, hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ không chỉ là hai đảng đối thủ, mà còn là kẻ thù không đội trời chung của nhau. Một đảng Cộng Hòa
đang trên bờ vực suy thoái trước trách nhiệm của lịch sử, tê liệt, thụ động và bất lực trước một tổng thống lập dị và bạo quyền, thì làm sao có thể hòa hợp được với một đảng dân chủ năng động, cấp tiến, đấu tranh cho lẽ phải và quyền lợi cho mỗi sắc dân, màu da trên đất Mỹ. Kính thưa quý vị, cử tri của hai đảng cũng hoàn toàn khác biệt về màu da, tuổi tác, tôn giáo cho đến địa lý. Cộng hòa trở thành đảng của những người da trắng lớn tuổi, theo công giáo và sống ở miền quê, trong khi những người ủng hộ đảng Dân Chủ đa số da màu, trẻ hơn và sống ở thành phố. Thế nên quan điểm của tôi, đôi bên khó có thể dung hòa là một điều tất nhiên. Hầu hết người dân Mỹ giờ đây hình như đang chia làm hai phe rõ rệt. Một là bạn ta đứng sau lưng ta, hai là kẻ thù của ta đứng đối diện với ta. Và đau buồn mà nói rằng những người Việt cuồng Trump trong cộng đồng người Việt ở Mỹ đã chứng minh điều này rõ rệt hơn bất cứ cộng đồng Á Châu nào khác. Điển hình gần đây nhất là một số người cuồng Trump đã tổ chức ngày Trump Day ở Florida và vào thứ Bảy 19 tháng 9 trên đường Bonsa ở Westminster. Dù không phải là số đông, nhưng họ gào la khản cổ, tung hô Trump với những khẩu hiệu quen thuộc: Trump chống Trung Quốc giúp Việt Nam, Trump chống Cộng sản, Trump 4 năm nữa, vân vân. Có một điểm chung dễ nhận thấy nhất là trong cả hai nhóm này ở Florida và California, không có ai đeo khẩu trang cả. Họ không nghĩ đến sức khỏe của chính mình thì cũng phải nghĩ đến những người xung quanh, những người già yếu trong cộng đồng chứ. Nói đến những con thiêu thân cùng lên đồng tập thể này, nói thật lòng tôi phải dùng hai chữ căm phẫn để lên án cái lũ người bất nhân vô đạo đức này. Có lẽ chưa bao giờ sự thù hằn chia rẽ lại lan rộng khắp nơi và mức độ ngày càng tàn độc với nhiều thủ đoạn nham hiểm như thời gian gần 4 năm qua trên đất Mỹ. Cái đất nước được mệnh danh là nơi tốt đẹp và đáng sống nhất trên địa cầu này, đây là mơ ước của hàng tỷ con người trên thế giới cách đây 4 năm. Nhưng giờ đây, mơ ước của hàng tỷ người không còn, chỉ vì đất nước này đã bị chính Donald Trump, người lãnh đạo tối cao của đất nước, và một số người Mỹ ủng hộ Trump tự lột trần, cào rách cái vẻ ngoài hào nhoáng, bóng bẩy, để đưa ra cho cả thế giới thấy cái lưng trần sần sùi đầy ghẻ lở. Cũng chỉ vì sự khác biệt trong chính kiến mà con người sẵn sàng hãm hại, gây thương tích hoặc cướp đi một sinh mạng của một người xa lạ, vì những lời cổ võ bạo lực và cổ suý phe ta, phe địch của Donald Trump. Nhân đây, khi nói đến hai chữ phe ta là những người cuồng Trump, thì kính thưa quý vị, phe ta này có rất nhiều những người đã từng là những người lính trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Họ ủng hộ Trump một cách mù quáng và hầu như gần như là vô điều kiện, với ảo tưởng Trump sẽ mau chóng đánh tan tành Trung Quốc, đem chính thể Việt Nam Cộng Hòa về lại Việt Nam. Họ ra đường Bonsa mà phất cờ Mỹ, miệng gào to tên của giáo chủ, hay về Florida xuống mấy chiếc cano chạy vòng vòng, rồi phất cờ Mỹ, miệng gào to tên của giáo chủ, rồi ngồi đó mà chờ Trump sẽ đáp ứng giấc mơ thành sự thật. Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là những giấc mơ hão huyền, mà là con người thì ai cũng có quyền mơ cả. Nhưng ở đây tôi muốn nói thực tế một chút, vì tôi có những khúc mắc hơi khó hiểu một chút, và muốn hỏi một câu thật lòng đối với những người cựu quân nhân trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa của phe ta, rằng hầu như tất cả các tổ chức, nhóm, hội đoàn cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa trên thế giới, và nhất là trong phe ta ở Hoa Kỳ, tại sao tất cả các vị đều giữ im lặng một cách khó hiểu, không có một phản ứng gì khi một tên hèn nhát trốn lính có cái tên Donald Trump đã nói tạc thẳng vào mặt các vị bằng những lời khinh miệt bôi bác những anh hùng tử sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến tồi tệ ở Việt Nam? Tất cả đều im re. Làm sao các vị dám cử nữ giáo chủ khi các vị đang ra sức ủng hộ Trump? Nên thôi, mặc kệ ông ấy nói gì, các vị cuồng Trump, trong đó có rất nhiều những người cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa,
lại lết thết rủ nhau xuống cano chạy vòng vòng Florida để tiếp tục gào to miệng để ca tụng giáo chủ. Xem như chuyện này chưa hề xảy ra, chưa nghe gì cả. Nếu cựu quân dân Việt Nam Cộng Hòa không dám lên tiếng phản đối Trump mà vẫn tiếp tục ủng hộ Trump một cách mù quáng, thì các vị rất xứng đáng để được Trump gọi là Terrible War Fighter. Trump mang số quân dịch 50, 63, 46, 580. Kính thưa quý vị, đây là con số may mắn. Bởi vì người mang con số này không phải đi quân dịch. Nói chính xác hơn là người mang con số này không phải đi lính ở Việt Nam. Trong khi 9 triệu thanh niên Mỹ đã thi hành quân dịch ở chiến trường này, Trump được hoãn dịch 4 lần vì học vấn và sau đó được miễn dịch vì đau xương gót chân trong những năm 1964-1972. Có một số cựu quân nhân lúc đầu thật sự không tin, nhưng khi được hỏi các ông nghĩ sao về những lời chỉ trích chiến tranh Việt Nam của Donald Trump, họ đã thản nhiên bênh vực giáo chủ và trả lời rằng Tổng thống Trump không thích chiến tranh vì ông ta là một người yêu chuộng hòa bình. Kính thưa quý vị, đây là câu trả lời ngu ngốc nhất mà tôi được nghe. Vì đã trót tôn thờ Trump là vị giáo chủ rồi, nên những người cuồng Trump, trong đó có những nhóm cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, đành ngậm bồ hòn làm mọt. Kính thưa quý vị thính giả, tôi xin quay trở lại để tiếp tục với chủ đề chính hôm nay về Donald Trump, kẻ đã gây chia rẽ người dân Mỹ hiện nay. Ngay trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại, còn có những người mang trong tim sự thù hằn, cay độc đến kinh khủng. Xuất phát từ những lời nói cay nghiệt đến những cách thức sách động chuyện bạo lực đối với người khác chính kiến, thông qua tiếng nói của một số đài truyền thông cực hữu điên cuồng ủng hộ Trump. Đây chính là những ảnh hưởng rõ nhất từ sự cổ suý bạo lực từ Donald Trump. Và như thế, những thứ thuốc độc đó ngấm dần vào và đặt sờ trong mạch máu, trong tư tưởng của những người cuồng Trump. Cuồng đến độ những con người này ngày nay coi phe đối lập, chính kiến như những kẻ thù không đội trời chung. Tôi đã từng là nạn nhân của sự thù hằn tàn độc này qua những lời kết tội, chửi bới, thoá mạ, bẩn thỉu nhất, tồi tàn nhất. Chỉ vì tôi khác chính kiến với họ và tôi dám nói thẳng ra những sự thật về con người mà tôi cho là đồ mại này. Kính thưa quý vị khán giả, một kết quả mới đây từ một cuộc thăm dò dư luận do hãng tin AP tiến hành và công bố cho thấy khoảng hơn 60% số người dân Mỹ thuộc đủ thành phần và màu da khi được hỏi đều cho rằng Tổng thống Donald Trump đã và đang làm cho nước Mỹ trở nên chia rẽ hơn bao giờ hết trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và những căng thẳng liên quan đến vấn đề phân biệt chủng tộc ngày càng tăng cao trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Cái kế sách tạo ra sự thù hằn, giận dữ và tàn độc đã đẩy mỗi thành phần ủng hộ Trump trở nên những con người khác, hung dữ, mạnh bạo, sẵn sàng ra mặt chống trả những kẻ không ủng hộ Trump. Cách thức này dường như đã khá thành công ở đất Mỹ, mặc dù nó chỉ là tạm thời thôi. Người ta có bao giờ tự hỏi rằng sau khi vỡ tuồng hạ màn, Trump phải ra đi, thì biết cho đến bao giờ sự thù hằn đối với những người cùng màu da, màu tóc, cùng nói tiếng Việt như mình mới tan biến theo thời gian? Hay lòng thù hằn này, sự cay độc này sẽ vẫn âm ỉ trong mạch máu, trong tim của họ để truyền đạt lòng thù hằn, sự tàn độc đó qua các thế hệ con cháu họ mai này? Cách đây gần 80 năm, nhà văn Thạch Lam đã từng nhận xét về người Việt mình như sau. Người Việt mình đều có một tính cách chung là nông nổi, hời hợt bề ngoài. Bởi vì không chịu phân tích và suy xét kỹ, nên bất cứ vấn đề gì chúng ta không được biết rõ ràng và chu đáo, không được hiểu biết một cách thấu suốt. Đúng vậy, kính thưa quý vị, nhiều người Việt hời hợt lắm, không chịu tìm hiểu thấu đáo, nhưng chọn tin vào những điều thỏa mãn thành kiến của bản thân, bất chấp những điều đó hoàn toàn sai sự thật. Chính vì tính cách này, về lâu dài sẽ tạo thành cho họ một thói quen coi thường việc nâng cao kiến thức, phân tích
và suy luận dựa trên sự thật. Và đáng buồn hơn, một số người còn hoang tưởng sự thiếu hiểu biết của mình, lại tiếp tục tuyên truyền loan rộng những thông tin sai lệch và thậm chí bịa đặt những tin tốt giả mạo về Trump để đầu độc dư luận. Một dân tộc mà phần lớn người chỉ biết cậy dựa vào một cách viển vông và một vị tổng thống Mỹ để cứu rỗi đất nước thì thật là đáng buồn và đáng trách. Rồi đến lúc người đó không còn quyền lực hoặc phải bị vào tù vì phạm tội thì lại sẽ chờ mong một vị tổng thống khác hay sao? Thế hệ tương lai sẽ nghĩ như thế nào vì những người đi trước chỉ biết ỷ lại dựa dẫm vào sự cứu rỗi của nước ngoài? Xin hãy chấm dứt sự hoang tưởng cho rằng Trump sẽ khiến Trung Quốc sụp đổ, bởi Trump đã và đang tấn công đồng minh và rút Mỹ khỏi các tổ chức quốc tế quan trọng, đang làm cho Trung Quốc và Nga vui sướng hơn bao giờ hết. Không có đồng minh và sự ủng hộ của họ thì Trump và nước Mỹ sẽ không thể làm gì được Trung Quốc. Khi mà phần lớn người Việt chưa dứt khoát nói không với tâm thế ỷ lại, tự ti, hãm danh, không học hỏi thấu suốt nhưng lại hời hợt dễ tin, dựa vào lối sống bày đàn, thì dù cho nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc có sụp đổ, Việt Nam vẫn sẽ không thấy được ánh sáng của dân chủ một cách đích thực. Kính thưa quý vị thính giả, thành ngữ Việt Nam mình có câu: hết cơn bi kịch đến hồi thay lại. Tai họa đã giáng xuống đất nước này 4 năm qua rồi. 4 năm là quá đủ. Chẳng lẽ tai họa sẽ còn phủ trùm lên đất nước này trong 4 năm tới nữa hay sao? Tôi không tin như vậy. Tôi không thù, không ghét, không giận những người cuồng Trump. Nhưng tôi chỉ không thể hiểu được là tại sao họ lại không thấy những gì mà tôi và những người khác được thấy, được biết. Rồi đây, không ai khác mà chính là thế hệ con cháu của họ, của thế hệ mai sau, sẽ phải gặt lấy những gì mà họ đã gieo ngày hôm nay. Đó chính là sự ủng hộ mù quáng, điên cuồng và không chịu nhìn ra sự thật về bản chất thực sự của Donald Trump, cũng như góp phần ủng hộ dung túng kẻ phá hoại số 1 của nước Mỹ có thể có cơ hội và điều kiện để tàn phá đất nước này thêm một thời gian nữa. Xin trở lại với cô Liên. Dạ thưa vâng, thưa quý vị, khi mà chúng ta quyết định để mà bỏ cái lá phiếu của chúng ta cho vị tổng thống nào, người nào sẽ là người lãnh đạo nước Mỹ trong 4 năm kế tiếp, thì có một cái khía cạnh, mà cái khía cạnh này nó cũng rất là quan trọng. Đó là vấn đề kinh tế, nhưng kinh tế với lại bên cạnh những cái điều kiện khác, từ một người có đạo đức, có tâm, có thật sự vì lợi ích chung của người dân Mỹ, của đất nước Mỹ để bỏ qua những gì cá nhân của mình hay không. Thì kinh tế, thưa quý vị, khi mà nói đến cái vấn đề kinh tế đóng góp một cái vai trò rất là quan trọng trong cái quyết định của tất cả mọi cử tri Hoa Kỳ, thì Quỹ Dự trữ Liên bang, thưa quý vị, ông Chủ tịch, ông Jerome Powell, ông đã lên tiếng như thế nào trong ngày hôm qua đánh giá về cái nền kinh tế của Hoa Kỳ ra sao? Thì theo lời của ông Jerome Powell là kinh tế của nước Mỹ sẽ chỉ hồi phục sau cái cuộc khủng hoảng của đại dịch COVID-19, đặc biệt là khi người dân chúng ta cảm thấy được cái sự an toàn. Đó là những gì trong cái bài phát biểu đã được ông Jerome Powell, ông nói trong cái phiên điều trần tại Quốc hội của Mỹ. Ông cho biết là nền kinh tế của nước Mỹ sẽ chỉ phục hồi sau cái cuộc khủng hoảng của đại dịch COVID-19. Và hiện nay, Chủ tịch của Quỹ Dự trữ Liên bang Fed sẽ phải đối mặt với lại 3 phiên điều trần trước những ủy ban của Hạ viện và Thượng viện bắt đầu từ ngày 22 tháng 9. Và tại những cái phiên điều trần này, thì ông Jerome Powell, ông sẽ phải trả lời những cái câu hỏi về phản ứng của ngân hàng của Trung ương trước cuộc suy thoái của đại dịch COVID-19 gây ra, vốn khiến cho hàng chục triệu người dân Mỹ bị mất việc làm, và GDP, tức là tổng sản phẩm quốc nội, trong cái quý vừa mới qua, tức là cái tam cá nguyệt thứ hai của năm nay, bị sụt giảm một cách rất là kỷ lục do những doanh nghiệp phải ngừng hoạt động để mà ngăn chặn cái sự lây lan của dịch bệnh, của cái con virus corona.
Mặc dù một số những cái lĩnh vực của nền kinh tế, chẳng hạn trong đó chúng ta thấy là cái vấn đề mà gọi là những vấn đề bán lẻ về nhà ở thì ghi nhận một cái sự phục hồi mạnh mẽ, cũng giống như là những cái ngành mà về vấn đề grocery bán thực phẩm, thưa quý vị, thì lại đưa ra những cái con số nó khả quan hơn. Song cái tình trạng mà lây lan về đại dịch COVID-19 hiện nay vẫn khó kiểm soát được ở nước Mỹ. Đó là cái ảnh hưởng rất là tiêu cực đến nền kinh tế của nước Mỹ. Rồi Quốc hội Mỹ cũng đang bị bế tắc trong cái việc đàm phán về cái gói chi tiêu bổ sung nhằm hỗ trợ cho nền kinh tế quốc gia được phục hồi. Do đó, thưa quý vị, kinh tế của nước Mỹ chỉ phục hồi trở lại theo lời của Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang thật sự khi mà người dân cảm thấy an toàn và đại dịch COVID-19 thật sự chấm dứt. Thì với cái lời lên tiếng của ông Jerome Powell, anh Việt Linh có thể nhìn lại nào là những cái vấn đề thất nghiệp, rồi kinh tế, vấn đề ngân sách, vấn đề nợ công, chiến tranh thương mại của Hoa Kỳ trước cái ngày bầu cử tổng thống năm nay vào ngày 3 tháng 11 năm 2020, thưa anh Việt Linh? Vâng, xin cảm ơn cô Lê Ngọc. Kính thưa quý vị thính giả, năm 2020 quả đúng là một năm đầy thiên tai, dịch bệnh, bạo loạn sắc tộc, chia rẽ và mất mát cho đất nước Hoa Kỳ. Có sự việc đến từ thiên nhiên và tạo hóa, cũng có sự việc đến từ chính con người gây ra. Chiến tranh thương mại bước sang năm thứ ba, không có kẻ thắng người thua rõ rệt, nhưng những kẻ thua ngầm mà vẫn chưa nhận ra là mình thua, đó chính là những người tiêu dùng Mỹ. Đại dịch Covid-19 đã làm tê liệt nước Mỹ, nhưng chẳng thấm gì với giới chủ nhân ông giàu có. Bằng chứng là dù đang trong đại dịch, họ vẫn cứ giàu thêm nhờ chính sách giảm thuế cho giới nhà giàu từ vị tổng thống tỷ phú của nước Mỹ. Nên nói cho cùng, mất mát và thiệt hại nhiều nhất trong đại dịch vẫn chính là những người dân bình thường nhất của đất nước này. Và điều đặc biệt hơn cả trong năm 2020 là năm bầu cử tổng thống, mà lần bầu cử của năm nay lại không giống bất kỳ lần bầu cử nào trước đây cả. Vì bầu cử lần này không đơn thuần chỉ là bầu ra một vị tổng thống mới để thay thế cho một vị tổng thống cũ khi hết nhiệm kỳ một cách bình thường, mà chính là dịp để mọi người dân Mỹ đi bầu để dùng lá phiếu đạp đổ những bất công, bạo quyền, tham nhũng của một tên trốn lính, của một kẻ bất trung với đất nước đã cấu kết với ngoại bang để được đắc cử, đã phá hại đất nước này. Một kẻ bất nghĩa với toàn thể người dân Mỹ vì đã nói dối và che giấu sự nguy hiểm của dịch bệnh, đã gây ra những cái chết oan uổng của hơn 204.000 người Mỹ. Chỉ còn đúng 41 ngày nữa là đến ngày bầu cử. Chúng ta hãy cùng nhìn nhau lại, nhìn lại một số vấn đề quan trọng của đất nước như kinh tế, thất nghiệp, ngân sách, nợ công, chiến tranh thương mại của 4 năm qua dưới thời Donald Trump như thế nào. Vấn đề kinh tế, mức phát triển kinh tế trong năm 2019 là 2,2%. Dự đoán trước đây cho năm 2020 là 2%. Và Hoa Kỳ sẽ trải qua thời kỳ trì trệ vào năm 2021. Tuy nhiên, vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, kinh tế trì trệ đã đến sớm hơn một cách bất ngờ. Kinh tế đã suy giảm trừ 5% trong quý 1 và 31,7% trong quý 2. Để cứu nguy người dân và những cơ sở thương mại nhỏ, Hạ viện và Tòa Bạch Ốc đã đạt được những thỏa thuận thứ nhất về kế hoạch cứu nguy kinh tế trị giá 2.200 tỷ Mỹ Kim. Tuy nhiên, với thỏa thuận thứ hai lại đang gặp nhiều trở ngại bởi Đảng Cộng Hòa chỉ muốn chi ra 1.000 tỷ, trong lúc Đảng Dân Chủ lại muốn chi ra 3.000 tỷ. Thị trường lao động mới chỉ được hồi phục một phần. Khoảng 29 triệu người vẫn còn đang cần sự trợ giúp, thất nghiệp tính đến đầu tháng 9. Và theo kết quả của một số cuộc thăm dò, thì có khoảng 64 triệu người Mỹ vẫn còn đang chịu nhiều khó khăn. Và những bất đồng từ hai đảng vẫn chưa được giải quyết, thì việc đạt được thỏa thuận về gói kích thích kinh tế lần thứ hai trước ngày bầu cử xem ra rất khó để có thể đạt được. Vấn đề thất nghiệp thì tỷ lệ thất nghiệp vào tháng 1 năm 2020 là 3,6%, đã vọt lên 14,7% vào tháng 4 và bớt xuống còn 10,2% vào tháng 7 và 8,4% vào tháng 8. Nạn thất nghiệp đặc biệt ảnh hưởng nặng đến những gia đình có lợi tức thấp và những người không có bằng đại học, phụ nữ, người Mỹ gốc Phi Châu và gốc Châu Mỹ Latin. Nhiều người trong nhóm này thường không có dư tiền bạc hay có tiền dự phòng
để có thể đối phó với những trường hợp khẩn cấp bất ngờ và kéo dài như đại dịch COVID-19. Vấn đề ngân sách. Ngân sách thiếu hụt tiếp tục gia tăng mạnh mẽ trong những năm vừa qua. Và vào đầu năm nay, trước khi xảy ra đại dịch COVID-19, thì ông Trump đã đệ trình Quốc hội ngân sách 4.800 tỷ cho tài khoá 2020-2021. Ông đã đề nghị cắt giảm hầu hết những chương trình an sinh xã hội, buộc những người có lợi tức thấp phải gánh chịu hậu quả của chính sách kinh tế sai lầm của ông. Đây là những quyết định bất công và thật nhân tâm. Giờ đây ngân sách thiếu hụt gia tăng gấp 3 lần, từ 1.100 tỷ lên đến 3.300 tỷ. Và đảng Cộng Hòa lại có thêm lý do và áp lực để cắt giảm những chương trình an sinh xã hội theo ý của Donald Trump. Chắc hẳn quý vị vẫn còn nhớ, trong thời gian tranh cử, Trump đã từng tuyên bố được nhiều lần rằng nếu đắc cử, ông ta sẽ cân bằng ngân sách và xóa hết nợ công. Nhưng cả hai mục tiêu này không những đã không đạt được, mà ông còn làm tăng tới mức chưa từng có ngay cả trước khi có đại dịch COVID-19. Và vấn đề nợ công, thì chính sách giảm thuế năm 2018 của Trump đã thất bại nặng nề. Phát triển kinh tế không đạt được mục tiêu như Trump đã hứa hẹn là 4-6% để chính phủ tăng thêm thu nhập. Đây là một trong nhiều nguyên nhân khiến cho ngân sách thiếu hụt trầm trọng và làm tăng nợ công ngay cả trước khi có đại dịch. Thay vì tăng trưởng, đại dịch COVID-19 đã làm kinh tế đi xuống một cách đáng kể. Có thể nói rằng tình hình kinh tế Hoa Kỳ hiện nay đang ở trong tình trạng bi thảm nhất. Và vấn đề chiến tranh thương mại, thì chiến tranh thương mại do Trump chủ động bắt đầu đối với Trung Quốc và một số nước đồng minh vào đầu năm 2018 đã làm cho kinh tế thế giới suy giảm đáng kể và đặc biệt gây thiệt hại nhiều cho cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ. Nông dân Hoa Kỳ điêu đứng vì thuế quan. Họ đã mất hầu hết thị trường Trung Quốc với trị giá khoảng 24 tỷ đi kim. Đó là chưa kể một số hàng hóa Trung Quốc nhưng được lắp ráp ở những nước thứ ba rồi xuất cảng qua Mỹ mà danh từ chuyên môn gọi là Export Diversion. Phương pháp này vừa tránh được thuế quan của Mỹ, vừa tạo được việc làm bình thường không bị gián đoạn tại Trung Quốc. Giải pháp này mà các nhóm công ty ở Trung Quốc gọi là Made Around China thay vì Made in China. Mặc dù thuế quan được áp dụng đối với hàng hóa đến từ mọi quốc gia, nhưng không phải quốc gia đó trả thuế, mà để bảo đảm lợi nhuận thì các công ty nhập khẩu thường nâng giá thành sản phẩm lên để bù vào tiền thuế. Nói một cách đơn giản cho dễ hiểu, thì thuế quan mà Trump áp lên hàng nhập khẩu của Trung Quốc sẽ được chuyển qua cho người tiêu dùng Mỹ dưới hình thức giá cả hoàn hàng hóa cao hơn. Những người cuồng Trump sẽ không còn cơ sở nào để mạnh miệng cho rằng chỉ cần dùng thuế quan là có thể đánh gục được Trung Quốc. Nhưng thực tế đã chứng minh, Trump và những kinh tế gia trong tòa đốc đã đánh một ván cờ sai lầm một cách nghiêm trọng. Hay nói đúng hơn là một cuộc chiến tranh thương mại bằng vỏ miệng, nói cho vui. Chứ đánh thiệt thì những cơ sở làm ăn, hotels, resorts của Trump và những thương hiệu buôn bán những giấy phép kinh doanh bao gồm trung tâm chăm sóc trẻ em, mắt kính và áo cưới, dịch vụ môi giới, quỹ từ thiện và thẩm định về nghệ thuật của Ivanka Trump bị Trung Quốc dẹp tiệm thì tiêu tụng. Trong cuộc chiến chống lại sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản, Mỹ và các nước đồng minh đã liên kết để tạo sức ép mạnh lên Liên Xô. Điều đó có nghĩa là các đồng minh có vai trò tối quan trọng đối với sức mạnh của Mỹ. Nhưng không giống với những người tiền nhiệm khi chống lại Liên Xô, bước đi đầu tiên của Trump là nhằm đối phó với Trung Quốc là phá hoại các đồng minh thân cận, là các nước đã tăng thêm sức mạnh cho Mỹ. Như vậy thì làm sao mà Trung Quốc sụp đổ khi Trump tấn công đồng minh và tự cô lập nước Mỹ? Và tính đến hôm nay, Hoa Kỳ đã có trên 7 triệu người đã bị nhiễm bệnh và 204.000 người đã tử vong. Và người đã đưa Hoa Kỳ thành cường quốc đứng đầu thế giới về tỷ lệ cả nhiễm bệnh và tử vong với công đầu thuộc về vị tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Mà theo những người cuồng Trump, đây là vị tổng thống có 102 trong lịch sử của nước Mỹ, được Thượng Đế phái xuống với tài kinh bàn tế thế, nhìn xa trông rộng. Chính vì vậy mà nước Mỹ và bản thân Trump mới có nhiều vị trí dẫn đầu như ngày hôm nay. Không ai được phép giành công với Tổng thống Donald Trump. Việt Linh xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe.
Xin cảm ơn cô Lê Ngọc và xin kính chào. Dạ vâng, Lê Ngọc và anh Việt Linh cảm ơn quý vị đã theo dõi những bản tin trong ngày hôm nay trên đài NVR. Và Lê Ngọc mời quý vị đến với những cái giây phút thoải mái, thưởng thức những cái bản nhạc liên quan đến mùa thu. Vì chúng ta, vì quý vị cũng đã biết rằng là ở tại thủ đô Washington, những ngày đầu của mùa thu mang đến một cái thời tiết nó nhẹ nhàng. Và chính quý vị cũng cảm thấy được cái thời tiết này nó tạo ra một cái cảm giác nó thú vị cho mọi người chúng ta trong cái tình hình mà cái chính trị nó quá chia rẽ, và nhất là khi mà chúng ta gần tới ngày bầu cử, thì tất cả những cái sự việc này có lẽ đôi khi làm cho quý vị cũng cảm thấy nó mệt mỏi. Thì những cái nhạc phẩm mùa thu sẽ làm cho quý vị mang một cái cảm giác được thăng bằng trở lại. Và sau đó thì Lệ Ngọc sẽ mời anh Tạ Trung lên trên làn sóng của đài NVR để có thể gửi đến cho quý vị những cái tin tức, những sự kiện mà ông đã ghi nhận được về chính sách của ứng cử viên tổng thống bên đảng Dân Chủ là ông Joe Biden. Quý vị vẫn đang trên làn sóng của đài phát thanh NVR phát đi từ thủ đô Washington. Mình yêu nhau nhé.